China Tower. Thì mình qua cái tiệm bánh này mình mua thử cái bánh X-Tart coi nó có không nha. Sau này nó ghi là 2-week vacation. Để mình coi thử. Rồi đóng cửa rồi. 2-week vacation này. No way. Ôi xui quá bạn ơi. 2-week vacation. It's closed. Okay. 10 days. Okay. Thank you. Rồi xong. Đóng cửa rồi mấy bạn ơi. Xui quá đi. Đó, nhưng mà thôi kệ. Mình quay cho các bạn đi dạo một vòng đi. Ở cái Chinatown này ở giữa San Francisco luôn nha bạn. Quận tài chính luôn đó. Rất là mắc tiền. Ok, thôi mình đi dạo đi. Mình đi dạo vòng vòng xuống coi có gì vui tấp vô. Dạ, yeah, chụp hình nè. Ồ, bán yến nè. Mua yến nè, đi xuống vô xíu. Ồ, trời coi đã không. Nhỏ giống như lắm như chợ Kim Biên, chợ gì chợ lớn vậy mà. Đây giống như chợ lớn vậy. Này bán mấy cái đầm giấy cưới người Hoa nè, sườn xám nè. Sườn xám à. Đó. Nước tân sườn xám. Lạ ha. Đó. Wow, này khu người Hoa không luôn á. Hơn figure nữa. Có bán figure nữa các bạn. Mấy con có con tùng khoái lắm nè. Quá trời. Thân bùa cu đồ. Có vàng hả mấy năm? Mấy năm có vàng ha. Tiệm vàng nữa bạn. Tiệm vàng. Ui ui ui. Y chang luôn, y chang như chợ Kim Biên hay gì á. Đó, bán dọc đường nè. Mình cứ nghĩ mình đang ở Việt Nam nha các bạn. Đó. Chợ Tàu. Chợ Tàu. Hả? Bán gì vậy? Bán vịt quay, heo quay hay gì vậy? Ờ, bán heo nè, heo quay nè. Húi kìa. Mùi thứ húi. Sườn xám à, sườn xám xẻ. Bán gì vậy? Đồ cổ nè kìa. Mùi có cái máy may ở nhà hồi trước nè. Ủa, heo quay, vịt quay. Giận quá, giận quá. Cá son lì. Ờ, vịt quay Bắc Kinh á, rộng quá ha, chỗ này nhìn đẹp quá ha. Ủa, con chặt đã không, chặt con vịt. Ôi trời ơi. West Fargo, còn nó dọc xuống tới dưới luôn á. Ồ, đít tiêu long kìa. Có lít tiêu long các bạn. Dragon nè. Thu phát luôn.
quá đã luôn. Thôi đi với mình nha, đi coi thử vòng vòng coi có cái gì nha. Như là đi ngắm cảnh các bạn. Hong Kong restaurant kìa. Rồi gì? Đó, treo cờ. Treo quần áo các bạn. Ở trên Mỹ này treo quần áo lên. Ít ra treo quần áo vậy lắm, có mấy người Trung Quốc mình hay là Việt Nam mình treo quần áo thôi. Nè, mỹ cảnh kìa, xinh xanh kìa. Ừ, mỹ cảnh kìa, nhà hàng Việt Nam kìa. Hồ Việt Nam đây giàu ha. Có đất đây mà làm mấy cái chợ rồi mấy cái nhà hàng là giàu lắm nha các bạn. Không phải nghèo đâu nha. Mấy cái nhà bạn thấy không, mặt đường đó, nó xéo xuống. Xây trên đồi cũng hay thiệt. Mà mình biết mướn nhiêu ha. RMP nè, cái in này nè. Ngay lòng luôn á, ngay lòng Chinatown luôn á. RMP Royal Pacific Motor Inc. Ok, để mình, có gì mình check giá, còn có lần nào đi mình vô đây được nè. Ngay đi luôn á, quán ăn gì đâu, qua đường là tới liền. Ừ, dim sum. Dim sum không? Không thôi à. Hết cơ hội rồi đó. Dim sum bistro nè. Ngon quá ha. Giờ đi bộ xíu đi rồi ăn điểm sắm. Tít lê kìa, seafood restaurant nè. Tít lê. Ngoài trần ta đi. Mình chợ, rất nhiều chợ. Rất nhiều heo quay Bắc Kinh. Sao bấu hả? Nấu. Sao bấu hả? Để mà mình kia hả? Không biết. Mình tiếp thôi. À, chợ xe bớt. Bullet. Bullet tới. Busy thật. Thành phố đó busy quá. Rất là busy luôn. Little Swan Bakery Kim Lian. What you got yourself into?